Xin chào các bạn. Thì ở bài đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn các bạn về giao diện của Cinema 4D, gồm những cái phần cơ bản nhất thôi, để sau này khi mà xem bài, xem tút gì đó thì các bạn có thể dễ dàng biết được là công cụ nào mình cần sử dụng. Ok, thì đầu tiên thì đây là giao diện chương trình mới mở lên, mới mở. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái layout standard. Standard là giao diện cơ bản nhất và dễ dùng nhất. Ở đây nó còn có cái khác như là animation để cho dựng phim hoạt hình hoạt họa, rồi scripting để điêu khắc animation, body painting hay là modeling đó. Thì mình đầu tiên mình nên sử dụng cái standard standard này standard. Ở giao diện này thì chúng ta sẽ có những cái công cụ cơ bản như là, đầu tiên thì đây là cái hai cái khung công cụ mà thường sử dụng nhất. Rồi, hai cái mình bôi màu vàng. Thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ có undo, redo. Đây cái này chắc cũng ít sử dụng, tại vì dùng phím Ctrl Z hết rồi. Đây, đây là select. Select. Mình sẽ tạo mẫu ba cái. Ok, select nè, select, click vào chọn. Rồi mình sẽ chọn được đối tượng cần click và đối tượng cần chọn, cũng tương tự như một số phần mềm khác thôi. Move, move đó, move, move scale, 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 rotate, rotate, rotate. Còn ở đây là các cái công cụ mình vừa mới sử dụng. Khi mình sử dụng bất cứ một cái công cụ nào đi thì nó sẽ lưu lại ở đây. Ví dụ như mình sử dụng xong xong mình quay lại công cụ trước thì mình click lại vào cái khung này. À, đây là tọa độ, đây là góc tọa độ. Có nghĩa là đây các bạn sẽ thấy rằng là ở đây là mình có một cái tọa độ là x, y, z. Mình vẽ to lên nha. Đây. Y, y nè. Z và x. Thì cái tọa độ này là cái ngang, dọc và chiều sâu. Z là chiều sâu, x là chiều ngang. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái tọa độ của cái khung nhìn của mình và tọa độ của cái vật đó. Chẳng hạn như là bạn sẽ thấy rằng là ở đây mình tọa độ cái hộp ở giữa này á, thì nó sẽ không có đúng so với tọa độ này, mà nó lệch đi là bởi vì mình đã dùng chức năng xoay xoay, cho nên là cái tọa độ của nó sẽ lệch đi. Và ví dụ như là mình bây giờ mình muốn cái này nó đi ngang theo trục x thì mình kéo như vậy nó không có chính xác đó. Kéo như vậy thì nó đi theo cái trục dọc đó rồi. Thì mình muốn như vậy thì mình sẽ bật cái tọa độ của khung nhìn lên. Đó. Ok, mình sẽ có thể di chuyển được theo cái tọa độ khung nhìn. Tắt đi thì nó là tọa độ của vật, mà bật lên thì tọa độ của khung nhìn này, x, y, z ở dưới góc. Đó. Đây là phần render. Ba cái nút này là hỗ trợ mình render. Cái nút đầu tiên đó là hỗ trợ render nhanh để xem. Ví dụ như mình có cái scene này đây, click render nè. Đó là nó sẽ render ra cho mình xem coi là cái hình của mình ánh sáng hay là bố cục hay gì đó đầy đủ chưa. Đó. Thì mình sẽ dùng chức năng render nhanh. Còn cái này là render theo từng phần. Nhiều nhiều hình nó nặng quá, ánh sáng nhiều, cái bố cục nhiều á, mình render hết cái khung này rất lâu, mình render xíu vậy thôi. Mình xem chất lượng, mình xem chất lượng nó tốt không. Ok thì mình bắt đầu render. Nhiều khi render một tấm mất cả mấy chục phút. Còn đây là cái tùy chọn render. Cái này
để sau ha. Các bạn chỉ quan tâm tới output và sale thôi. Sale này là cái định dạng, còn output là chọn cái đường, cái kích thước. Ok. Thì tiếp theo thì mình đi đến cái công cụ primitive object, có nghĩa là cái hình khối cơ bản, những cái dạng hình học cơ bản. Thì ở đây thì mình có nhiều lắm, ví dụ như cũng không nhiều lắm, đó là cube, hình vuông, hình khối, hình trụ, rồi mặt phẳng tròn, mặt phẳng vuông, mặt phẳng tam giác, hình tròn, rồi cái giống như cái phao, viên thuốc, cái trụ, hình kim tự tháp. Đó, thì những cái rất là cơ bản, cái này mình sẽ giới thiệu vào bài 1, thì lúc đó mình sẽ đi chi tiết hơn. Ở đây là các cái spline, có nghĩa là các cái đường ha. Nó chỉ là những cái đường thôi, mà cái đường này là render không có. Khi mà spline thì bắt buộc nó phải kết hợp với lại những cái công cụ tạo hình khác để mà mình tạo ra một cái hình theo ý muốn. Ví dụ như hình hình tròn. Đó. Chỉnh bán kính của nó. Rồi. Ok. Render thử nha, click vào đây. Không thấy gì hết trơn. Đó. Nhưng mà khi mình dùng cái hình tròn đó, mình kết hợp với lại hình tròn này. Đấy, thì nó sẽ ra được một cái hình giống như cái thớt vậy đó. Thớt đấy, cho màu vô thử coi. Nó cũng là nè cái thớt. Thì tương tự như vậy thì mình có thể tùy theo từng cái spline mà mình sáng tạo theo theo cái nhu cầu của công việc. Đây là cái freehand, nghĩa là mình sẽ vẽ. Thông thường thì mấy cái freehand này cũng ít dùng, tại vì khi mà mình vẽ thì mình nên dùng các cái công cụ vẽ chuyên dụng như là Illustrator của Adobe để mình vẽ, sau đó mình import qua thì nó chuẩn hơn. Rồi, tiếp theo là những cái công cụ mà nhào nặn hình đó. Nhào nặn hình các cái spline hay là các cái hình như mình vừa mới làm với cái spline hình tròn này nè. Tiếp theo là cái deformer, công cụ deformer. Deformer này thì khá là nâng cao để mình có thể biến dạng, làm mềm, rồi làm tan chảy từ lứa chưa. Rồi đến là cái floor, cái này là giống như môi trường, mình tạo ra một cái môi trường sàn, bầu trời hay là background này nọ, để khi mình render đó, mình có cái môi trường cho nó đẹp. Camera, camera thì đây mình, ở đây mình có tạo sẵn ba cái camera nè, kích hoạt mỗi camera một góc cho nhanh đó. Để khi render với lại khi mình xem xong đó, thì mình chỉ cần click vô mình quay lại camera đó thôi, mình render không phải nhớ từng góc đó. Ok. Hiện đèn, đèn thì nó là ánh sáng thôi, ánh sáng tỏa ra hoặc là ánh sáng theo đèn pin, ánh sáng có đối tượng, ánh sáng mặt trời. Người ta nghiên cứu xong ha. Rồi, xong phần đó rồi thì mình tiếp tục đến cái phần bên này. Đó là phần modeling, các công cụ chọn modeling. Như như công cụ đầu tiên. Đây là chọn theo list. Chọn theo đối tượng. Dưới này chọn không được, tại vì cái này nó chỉ chọn đối với cái đối tượng polygon thôi, ba cái này nha, chỉ sử dụng được polygon. Polygon là mình make edit nè. Nè, polygon là hình tam giác, nó có ba cái núm á, hai núm giống như nè. Thì cái này là cái polygon đó. Thì khi mình tạo thành polygon rồi thì mình có quyền chọn. Có quyền chọn đây. Nhầm đây. Đây. Nó sẽ sáng cái điểm mà mình chọn này, cạnh này, nó cạnh nó sáng lên, chọn cạnh này, điểm này.
bên. Đó, mặt bên. Thử dùng polygon. Như vậy thôi. Thì các bạn quan tâm thêm một cái nữa là cái hồi nãy mình nói là cái không biết nói chưa ta. Cái này là cái tọa độ của vật. Chỉnh tọa độ của vật, chỉnh góc tọa độ. Chỉnh góc tọa độ của vật. Chỉnh góc tọa độ này. Vật nó không thay đổi, nó chỉ có thay đổi cái tọa độ thôi. Ok. Tiếp theo là tính tích phần object. Object manager là cái phần 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 này đây. Thì phần object manager này thì nãy giờ các bạn cũng thấy rồi, nó chứa toàn bộ cái đối tượng của mình, đối tượng trong cảnh của mình. Thì nó có chứa theo dạng cha chứa con, rồi những cái nút bật tắt, nút bật tắt đối tượng. Vô hiệu hóa, vô hiệu hóa nó khác bật tắt nha. Đó. Rồi, kích hoạt camera nè, những cái tag khi mà mình click vô đối tượng thì mình thêm những cái tag nào đó. Đó thì nó sẽ thêm bên này, cái này thuộc đối tượng này. Đó, giờ mình click xóa, ok. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến cái phần là attribute. Attribute là cái khung thuộc tính của bất kỳ cái đối tượng nào đang chọn hoặc là cái công cụ đang chọn. Chẳng hạn như attribute của Select thì nó có là chỉ chọn những cái đối tượng nhìn thấy hay là chọn tất cả những cái đối tượng luôn. Rồi cái nó điều khiển cái hình tròn to bao nhiêu á, mu nó cũng có attribute. Scale, rotate nó đều có attribute cả. Đó. Rồi camera nè, attribute camera nè. Nó có nhiều tab. Mỗi cái đối tượng thì nó đều có một cái tab attribute nó không giống nhau. Ví dụ như camera thì nó có về focal length, sensor size của phim, nhưng mà của đèn nó thì nó lại có về độ sáng hay là bóng đổ. Đó. Bóng đổ nè. Noi nè, rồi cylinder này nó lại có cái đây cylinder đây, nó to nhỏ nè, cao thấp nè, health segment nè. Rồi cái phần tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm đến là phần vật liệu. Vật liệu này thì thực ra cũng cũng hơi khó nhưng mà mình chỉ cần biết sơ thôi. Ví dụ mình load thử cái vật liệu nào đó, cái cỏ đi, xong mình quăng vô cho thằng này. Đó. Nhưng mà thằng này phải off đi. Đó rồi render thử coi. Đó, mình sẽ thấy vật liệu. Đó. Ở đây thì mình cứ tạo thêm vật liệu xong mình kéo thả vào đây hoặc là thả vào cái object manager thì nó sẽ áp vật liệu cho đối tượng. Đây còn đây là cái phần tọa độ, vị trí và tọa độ. Thì nãy giờ thì chúng ta cũng thao tác tương đối về vị trí và tọa độ. Chẳng hạn như là một cái đối tượng cylinder này thì nó đang nằm tọa độ 0, 0, 0, nghĩa là nó nằm ở giữa luôn. Thì bây giờ mình muốn cho nó theo x, có nghĩa là cái màu đỏ. Đây, màu đỏ. Thì nó qua trái đi, 50. Theo cái mũi tên 50, 50 cm. Ok mình chọn vô đây. Chọn cái này thì nó chỉ là những cái đối với polygon thôi, mình phải chọn object. Đó. Cái này thì không phải ấy rồi. Bây giờ mình tạo thử một đối tượng mới. Đây. Đây, đối tượng mới đây thì nó là 0 0 0. Bây giờ muốn chiều x của nó nè, x nè theo màu đỏ, mình nhìn lên đây nó cũng có màu đỏ nè. Bây giờ mình qua phải theo mũi tên 50, bây giờ 50 nó sẽ 50 hay là 250 thì nó chính xác 250 cm luôn. Đó.
hay là xoay 90 độ theo qua mặt phải rồi 90 độ rồi không thấy, giờ xoay 45 độ thôi, 45 độ đó. Rồi xoay để cuộn tới 45 độ tiếp. Chúng ta sẽ tùy biến được cái vị trí, kích thước với lại độ xoay nó ở cái vùng coordinate này. Rồi thì cái phần cuối cùng chúng ta quan tâm đó là phần làm chuyển động. Rồi, chuyển động. Ở đây mình có sẵn một cái scene đã làm chuyển động rồi. Mình đang play nè. Đó, phần chuyển động là phần này nha. Đây. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ tạo cái frame cho chuyển động. Nó sẽ có 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó tới 90. Thì ở đây mình sẽ đã tạo là 120 rồi. Mới đầu nó 90 như thế này thôi. Thì mình muốn mình tạo cái scene mình có bao nhiêu frame á thì mình nhân lên. Đó, mình kéo giãn nè. Ở đây thì mình có tạo một cái chuyển động cái hình khối đó nó đi. Hình khối đó là này. Này, cụt nè. Chúng ta sẽ thấy có hai cái frame ở đây. Nè, một cái frame ở 0 và một cái frame ở frame thứ 38. Đó. Đây, click ở đây nó đi tới cái frame này. Đó. Cuối, đầu, tới cái frame, trước một frame, blue frame. Thì đây là những cái nút giống như tua của đầu máy. Rồi.